Nè nè, ăn đi ăn đi ăn đi. Ăn đi bà, ăn đi bà, ăn đi bà, ăn đi, ăn đi. Nè. Lý bắt đầu là bị dựng dạng đó là cái bộ là người lưỡi láo. Nếu mà kẻ tù thì ngươi làm sao biết sử dụng kiếm pháp của cổ mộ? Từ nhỏ thì nó đã bị Lý Mặc Sợ bắt đi ép buộc nó làm đệ tử. Ê giờ ma nữ Lý Mặc Sợ, các người hãy xa bà ta chút đi. Nhưng mà sư muội của bà ta là Tiểu Lộc Nữ thì khác hẳn. Tiền bối có biết pháp không? Tiền bối đã gặp Dương Đại Ca. Sao các người hỏi tới Dương quá mà còn hỏi tới Tiểu Lộc Nữ chứ hả? Ta biết rồi biết rồi, các người thương Dương quá phải không hả? vô dụng tôi, nó tính cô của nó là Tiểu Lộc Nữ thôi. Chị em chúng tôi đã quen Dương Đại Ca từ lâu rồi. Thời gian gần đây chúng tôi đã mất liên lạc với nhau. Nếu tiền bối biết rõ tình trạng của ảnh và sư phụ của ảnh, ảnh nói cho chúng tôi biết đi. Bây giờ không gọi là cô nữa, mà cũng không gọi là sư phụ. Bởi vì họ tại Trùng Dương á, kết duyên vợ chồng rồi. Ai da, nhất là Dương Quá lại trúng độc tình qua. Độc tình qua? Phải. Nếu như không lập tức tới Tuyệt Tình Cốc lấy thuốc giải thì không có sống được nữa đâu. Còn nữa, Tiểu Lục Nữ đã bị Pháp Dương đánh trọng thương rồi. Tới bây giờ không dạy cho ta đùa giỡn với mấy bông hồng nữa thì... Miêu tỷ à, chị có đi Tuyệt Tình Cốc hay không? Ta biết ngươi muốn gặp Dương Đại Ca, ta cũng như vậy nữa. Nhưng mà ta lo là Lý Mặc Sầu. Lý Mặc Sầu đã muốn lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh từ trên mình của Tiểu Long Nữ. Chỗ nào mà Tiểu Long Nữ tới thì bà ta sẽ xuất hiện. Nếu không thì đâu có kêu Hồng Lăng Ba đuổi giết chúng ta, chúng ta có thể sống sót. Ngươi có biết Lý Mặc Sầu sẽ đợi cổ ở Tuyệt Tình Cốc, chúng ta còn tới đó nữa. Như vậy không phải là đốt đầu vào miệng cọp hay sao? Nương tử à, nương tử, 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 nương tử. Nương tử, nương tử, bây giờ em ở đâu vậy? Cô đường, các người có thấy nương tử của tôi không? Tôi mới đi kiếm cô ta, chỉ giùm đi. Thì không giống ngươi, tôi và cổ là sư tỷ Mùi Đồng Môn, cổ là sư tỷ của tôi. Cô đường, cổ bị kẻ thù đuổi giết, cổ có sao không vậy? Nếu tôi biết, tôi sẽ đi tìm cổ. Cổ xa chỗ này chắc là có nỗi khổ, có nhiều việc không biết còn tốt hơn. Ngươi hãy trở về liều tranh để đợi cổ đi, đừng có đi bậy bạ nữa, nếu không cả cái mạng của ngươi cũng khó giữ. Hay là về đi, nếu như chúng tôi gặp cổ, sẽ khuyên cổ trở về với ngươi. Đừng có gạt tôi nữa. Xin cảm ơn. Chúng ta đi. Thật đúng là quan gia gặp mặt. Chúng ta đi tìm sư tỷ, không phải để kiếm chuyện đâu. Hơn nữa, nhà ngươi bây giờ không phải là đối thủ của chúng tôi. Ta phải trả thù một chưởng. Các người đã xô ta xuống vực thẳm. Nếu như không phải trời cao sắp đặt thì ngươi đâu có cái mối duyên lành này. Ngươi nói bậy cái gì đây? Chuyện của sư tỷ và Cam Thanh chúng tôi đã biết rõ hết rồi. Nếu như đã tìm được một nơi gửi cắm tấm thần, còn tới đây đợi sư phụ làm cái gì nữa? Cam Thanh đã đi tìm sư tỷ như là một tên điên khùng. Không lẽ sư tỷ không muốn gặp mặt ảnh hay sao chứ? Nếu như hai bên thương nhau, tại sao chị lại bỏ ảnh như vậy? Đừng nói bậy nữa, ta không biết phải làm thế nào. Hồng cô nương, quan hệ với hai chúng ta bởi vì Lý Mặc Sầu, ân oán đã xảy ra bao nhiêu năm. Thật ra hoàn cảnh của cô hiện nay chúng tôi rất là thông cảm. Sư tỷ, chị hãy xa rời sư phụ đi, ở chung với bà không có ngày tốt đâu. Không lẽ chị không muốn sống những ngày thoải mái với Cam Thanh hay sao chứ? Nếu như để cho sư phụ biết chuyện này, bà không có tha cho ta đâu. Vì vậy kế hiện nay là chúng ta phải hợp tác đối phó với Lý Mặc Sầu. Đi đi, ba người chúng ta cùng bàn đại kế.
Sư tỷ, chị thì là quá hạnh phúc. Em và biểu tỷ đã gặp Cam Thanh, con người của anh thật thà, lại si tình với lại sư tỷ nữa. Bây giờ thì chị đã có nơi nương tựa, không giống như em và biểu tỷ, không có gì hết. Cam Thanh là ân nhân cứu mạng của ta, chỉ cần hắn không để ý tới quá khứ của ta, ta đồng ý sống chung với hắn suốt đời, sống những ngày bình thản ở trên núi. Ta và biểu muội sẽ tới Tuyệt Tình Cốc, lúc đó ta và biểu muội sẽ đuổi Lý Mặc Sầu đi nơi khác. Cô hãy tìm chỗ ẩn núp, một thời gian sau có thể ăn đời ở kiếp với Cam Thanh, không có ai làm phiền các người nữa. Thật không ngờ muốn kiếm một chỗ nương thân lại khó tới như vậy. Thật ra hai ngày sau sư phụ sẽ đợi ta trên đỉnh núi, ta không biết phải làm thế nào nữa. Sư tỷ, chị phải bình tĩnh mới được. Nếu như không thể qua mặt sư phụ, hậu quả thế nào chị phải biết chứ. Bà sẽ giết chết hết tất cả. Nhớ kỹ, đừng bao giờ để sơ hở, bằng không sẽ hại chết một người vô tội. Phải làm như vậy. Nương tử, đó không phải chim bao chứ, tại sao lại bỏ đi như vậy? Anh tìm em khổ quá. Nương tử, em không phải cố tình đâu, em chỉ muốn là rời xa anh một thời gian thôi. Em đã hứa với anh không trở về Đạo Quang mà. Hay là có chuyện gì giấu anh hả? Có nhiều chuyện không phải nói vài lời là rõ ràng đâu. Có phải bị kẻ thù truy sát? Đừng có giấu anh nữa, đừng có giấu anh nữa. Cam Thành, thời gian qua chúng ta sống chết có nhau. Em biết là anh tốt với em, nhưng chuyện mà em làm, tại vì em không muốn làm hại tới anh. Anh không còn biết đại sư muội đã làm gì. Anh em mãi mãi ở bên em. Chỉ một câu nói này của anh là đủ rồi. Không còn thời gian nữa. Em có nỗi khổ, phải ra đi một thời gian. Nương tử, nương tử, tại sao em nhất định phải đi hả? Tại sao nhất định phải đi? Nếu như có duyên phận, em nhất định sẽ trở về. Đừng có uống rượu hại tới sức khỏe nữa. Đợi em về nha. Nương tử, đừng có gạt anh nha, đừng có gạt anh nha. Em không có gạt anh, hãy đợi em về. Nương tử, nương tử, nương tử, nương tử, nương tử. Ngươi là gì? Nhà ngươi là muốn quyến rũ đệ tử của ta. Bà là người trong Đạo Quán, xin bà tha cho nương tử của tôi đi. Chủ nhân là muốn phá hoại môn quê của ta. Nói, là cổ đẹp hay là ta đẹp hơn? Đạo trưởng, điên là không biết xấu hổ, nhưng mà tôi biết nương tử của tôi đẹp hơn bà nhiều lắm. Bà giết tôi, tha cho cổ đi. Si tình như nhà ngươi thì phải chết. Vẫn thế gian tình là vật gì, lại làm cho người ta sống chết bên nhau.
Bây giờ nhà ngươi càng ngày càng to gan, để cho sư phụ đợi nhà ngươi lâu tới như vậy. Đệ tử không dám, đệ tử được tin lập tức tới đây, nhưng không biết sư phụ đã tới từ lâu, xin sư phụ tha tội. Chuyện mà ta căn dặn ngươi lo xong rồi chứ? Bấm sư phụ, sư muội lục vô xong sáu quyệt mưu kế, khi sắp bắt được thì lại bị trốn thoát. Ồ, nó có biểu tỷ Trình Anh ở bên cạnh, đệ tử một mình khó đánh lại hai người. Đồ ngu, chuyện nhỏ như vậy mà cũng lo không xong. Hồng Lăng Ba, có phải ngươi có chuyện gì muốn giấu ta hay không? Ngươi hãy mau ngoan ngoãn khai thật ra đi. Không phải, đệ tử không dám giấu sư phụ, đệ tử đã thật sự tìm họ, còn giao đấu với họ nữa. Tiện nhân, bây giờ cũng bị biển hả? Nói, giải thích chuyện này như thế nào? Như thế nào? Ngươi lại dám phản bội sư phụ? Người không có dám giở trò đâu. Hôm nay ta tha chết cho người. Đợi ta giết con thiện nhân lục vô xong thì ta sẽ giết người. Còn không chịu đi? Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ, không có nương. Sư tỷ. Sư tỷ, chạy mau! Miêu tỷ chắc là bà tới đây. Đúng vậy, chắc là Lý Mặt Sầu đã tới đây. Chúng ta chạy mau đi. Hồng cô nương, sư tỷ. Tiện nhân này giết chết rồi. Chúng ta chạy mau. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Vậy đi cho nhanh đi. Thử ma đầu này để cho ta đấu khó cho. Ta kêu ông chết đó. Ê, được tỷ nhỏ hiểm. Thật ra cần gì làm khó bọn chúng chứ. Nói tới cùng nhà người chỉ có muốn lấy ngọc nữ tâm kinh của tiểu long nữ vậy thôi mà. Được rồi, vậy ta cho người biết nha hả. Muốn lấy ngọc nữ tâm kinh hả? Tới tuyệt tình cốc đi. Tuyệt tình cốc? Ê, xứng đồ thiệt á, xứng đồ thiệt. Người đàn bà mà có lòng dạ độc ác như người ở trên đời này đây hả? Chỉ có tuyệt tình cốc chủ, tuyệt tình cốc mới xứng đáng với nhà ngươi mà thôi á. Ngươi nói bậy cái gì vậy? Không phải là sao, cả đệ tử của mình cũng muốn giết luôn. Còn tiểu sư muội của mình nó cũng ác miệng nữa. Lòng dạ ác độc vậy không phải cốc chủ tuyệt tình cốc công tôn mới xứng đôi với nhà ngươi hay sao hả? Tuyệt tình cốc. Đừng có khóc nữa. Nếu mà có khóc thì hắn cũng không có cải tử hồi sanh đâu. Sư phụ, bây giờ người đã hiểu rõ dụng tâm của sư phụ rồi chứ? Năm xưa ta không muốn người gần gũi đàn ông là bởi vì lo cho người có ngày tàn như ngày hôm nay. Nỗi khổ khắc cốt ghi tâm đó, bây giờ người đã hiểu rõ rồi chứ? Thôi được, hãy đi theo ta.
đi tìm hai con tiện nhân kia để trả thù. Còn đợi cái gì nữa? Đi mau đi. Lâm Nhiên, đã bắt đầu đủ tiếp rồi. Không mấy chúng ta tìm một chỗ nào đó, xin nó tỏa đi. Lâm Nhiên, phía trước có một ngôi nhà, chúng ta tới đó xin nó tỏa. Đại thúc, Đại thẩm. Đứa bé này thật sự rất dễ thương, lại có duyên với chúng ta. Dù sao nữa cũng là con người ta, trừ phải chúng ta tự mình sinh con. Chỉ đáng tiếc là chúng ta không có phước tới như vậy. Lâm Nhiên, bên ngoài trời đang đổ tuyết, không ấy chúng ta tạm thời ở đây một thời gian hả? Không biết sau khi chúng ta đi rồi, Võ Tam Gia và Quách Cương Nương có gặp lính Mông Cổ hay không. Những đạo sĩ kia có thể giữ được mạng của họ hay không? Lâm Nhiên, lo lắng cho họ để làm gì vậy? Không ấy mà tự lo cho mình đi. Quên người, Quên nói là sẽ đưa em tới miền Nam để làm ruộng, nuôi gà và phơi nắng mà. Quá hy vọng là như vậy, nhưng mà đáng tiếc, có nhiều cái muốn bỏ không bỏ không được. Quá định nói suy tỉ, thật ra bà cũng đáng thương lắm. Lâm Nhiên, ở bên ngoài hình như có người. Bên ngoài có hai người ở ngoài tới đây. Lâm Nhiên vào trong nhà giả bộ làm bình đi, để cho này anh lo cho. Có ai trong vậy? Làm ơn làm phước, ở ngoài kia tuyết rơi nhiều quá. Vô đây này, tôi vào đi. Nhanh lên, mở cửa. Được, này. Lạnh quá. Đây hai vị, tạm thời ở đây nha hả? Tương tự của tôi có bệnh, tôi phải vào trong. Được. Cảm ơn. Này quý đại kia kìa, bệnh hoa của bà đỡ phần nào chưa về hả? Đã đỡ nhiều lắm rồi. Long à, ở bên ngoài có hai tên ông mày, một người ốm, một người mập. Nhưng mà người mập kia trông rất là quen mặt, hình như là đã gặp ở đâu. Chỗ
Đông Nam Sơn khoái lửa mặt trời, chắc là đã thành công rồi đó. Đại quân Mông Cổ đông chinh tây phạt, nam phùng địch thủ, muốn săn bằng toàn dân giáo dễ dàng giống họ đi trở bằng tay vậy thôi. Nhưng mà thời gian trước Kim Luân Pháp Vương phải thua chạy dài, như vậy cũng bê bối lắm đó hả? Đại Trung Nguyên Mông Cổ biết được, muốn lấy được cẩm tú giang sơn của Trung Nguyên phải nhờ người Trung Nguyên chúng ta âm thầm giúp đỡ mới được chứ. Thì ra hai tên đó là kẻ bán nước. Đồng Nhi, chúng ta phải làm thế nào đây? Lần này Mông Cổ chiến thắng, huynh có rất nhiều công lao, nhưng không biết hoàng đế Mông Cổ đã phong chức gì đây? Chẳng Nam đại tướng quân. Ở như vậy đệ phải chúc mừng trước đó nha. Ở cái bàn làm biến quen rồi, quan nói là biết làm được hay không nữa. Đợi tới lúc ta đây đã có điều lợi, ta không quên ngươi đâu. Làm quan thì đệ không muốn, nhưng mà huynh đã hứa dạy đệ nhiếp hồn đại pháp, vậy chứ bao giờ mới dạy đây? Ai da, bây giờ đang loạn mà. Đợi Nam phái cái bang thành lập xong, khi ta trở thành bang chủ, ta rảnh rỗi sẽ tìm người để dạy võ công cho người. Lúc đó huynh là bang chủ, lại là đại tướng quân của Mông Cổ, lúc đó càng ngày càng bận rộn, đâu có thời gian để truyền thụ. Vậy người không có tin ta hả? Không dám đâu, bởi vì võ công tệ, cho nên đã cùng với huynh làm biết bao nhiêu chuyện ở trong cái bang rồi. Nếu như chuyện đổ bể, hoàng bang chủ và lỗ bang chủ biết được, nhất định sẽ tìm cơ hội rõ ràng đó. Yên tâm, chuyện gì cũng từ từ giải quyết. Ở đây không có gì ăn, để đi kiếm thú rừng gì ăn. Tàn sát lẫn nhau như vậy càng tốt, khỏi cần mình ra tay. Xem ra tụi nó kia không phải là đối thủ thân mật đâu. Đi. Nè Long à, cho phụng tay đi. Như mập chưa to nữa. Bốn trở thành mập thì rất dễ, lại không biết trở thành thế nào nữa. Phải Lâm Nhi, tên mập kia sắp ra cửa kìa. A-di-đà-phở. Bằng tăng gặp bão tuyết ở trong núi, muốn vào ở trong này xin trọ một đêm. Không mời vào, sư phụ mời vào.
thí chủ. Thôi sư phụ à, được hết sao? Người nào ra ngoài cũng muốn thu tiền các bạn. Gì vậy sư phụ? Tôi là người nghèo ở trên núi, không có gì để tiếp đãi. Các người cứ tự nhiên. A Di Đà Phật, không dám làm phiền thí chủ, bằng tăng đã tự lo lương khô, thí chủ cứ tự nhiên. Xin lỗi nha. Tường ơn, ăn đi. Đa tạ. Làm gì? Ở bên ngoài có hai tên hòa thượng tử, võ công rất là cao cường, rất là khó đối phó. Thật là không ngờ đã tới chúng thâm sơn này mà vẫn không được yên tĩnh. Trường ơn, sao lại nổi cơn nữa à? Sư phụ à, đệ tử trên đường đi cảm thấy đau đớn lắm, chắc là chất độc đã bộc phát rồi. A Di Đà Phật, Phật tổ từ bi, Phật tổ từ bi, Phật tổ từ bi. Cái gì không nên làm lại làm, cái gì không nên làm lại làm. Ý niệm tự trong lòng phải sáng suốt quyết định. Nhưng mà sư phụ à, đệ tử ngày xưa tội nghiệp trong lòng rất là khó chịu. Sư phụ, đệ tử phải làm như thế nào đây hả? Phải làm như thế nào đây? Nhân vi thánh hiền, ai mà không tội, biết lỗi biết sửa mới là đại thiện. Biết lỗi, biết sửa mới là đại thiện. Ngày xưa Quách Bá Phụ biết đặt tên quá cho ta, cũng là dùng ý như vậy. Quên gì? Làm gì vậy? Không lẽ vị sư phụ này là một thánh tăng, biết rõ tâm trạng của ta, cho nên ngày hôm nay mới điểm quá ta. Đại sư này chắc là một tường thế cao nhân. Sư phụ à, ác càng của đệ tử rất là khó bỏ. Đệ tử theo sư phụ mười mấy năm rồi, thời gian đó đã giết chết ba người. Bây giờ trong lòng của đệ tử máu huyết sôi sùng, khó mà kiềm chế nổi, e rằng lại phạm lỗi nữa. Sư phụ à, chặt cái tay này của đệ tử xuống đi, chặt đi. Thiện tai, thiện tai. Ta chặt gãy đôi tay nhà ngươi không phải là chuyện khó, nhưng mà ác niệm ở trong lòng ngươi lại không thể bỏ đi được. Nếu như không trừ khử ác nghiệp, cho dù đôi tay bị gãy vẫn có thể làm chuyện khác. Sư phụ à, tuy rằng sư phụ đã giải dỗ, nhưng mà đệ tử không có thể kiềm chế được. Sư phụ à, làm sao trừ khỏi được cái ác nghiệp ở trong lòng đây? Sư phụ à, hãy cứu tôi đi. Ở trong lòng trang chứa thù hận, hơn nữa trong quá khứ hành vi bất kiểm, cho nên ở trong lòng thiếu đi một phần nhân ái, vì vậy ác nghiệp mới sinh ra. Mong sư phụ dạy dỗ, mong sư phụ dạy dỗ. Nếu muốn sửa đổi, đành phải hành thiện, hối hận những việc ngày xưa đã làm, phải làm nhiều việc nên làm. Cho dù ta, trong đời của ta đã làm sai rất nhiều điều. Cái gì? Sư phụ, sư phụ, sư phụ à, sư phụ, sư phụ. Hey. Nhìn cái gì? Ở bên ngoài tiếng cười nhiều lắm à. Chúng ta ra ngoài xem tiếng cười nha hả? Đi. Tiếng cười nhiều quá. Lạnh, lạnh thiệt nha. Sư phụ ngươi nói đúng lắm nha, đừng bao giờ giết người. Nếu như thật sự muốn giết người tuyết vẫn còn được. Bây giờ nhiệt huyết cuồn cuộn, nếu như không chịu ra tay trong lòng khó chịu lắm. Nếu như ra tay là sợ làm người ta bị thương, không phải vậy không? Làm sao mà biết được? Hãy ra tay đi, đánh người tuyết đi nha hả? Đánh chết người tuyết không có nghiệp chướng đâu. Đánh đi, đánh đi, đánh. Được rồi, sát con tuổi lên nghiệp chướng sư già. Thank you.
Tại sao trong tiếng của người? Biết đại sư ra tay không chịu bò ra để rồi mất mạng. Ta lại giết người nữa rồi, ta lại giết người nữa rồi. Quan Nghiệp, Quan Nghiệp, tuy rằng ngươi không muốn giết nhưng ngươi đã giết người rồi. Sư phụ à, tôi không hiểu. Ngươi biết đây là người tuyết, ngươi không có ý giết người, nhưng mà lúc ngươi xuất trưởng, trưởng phong quá mãnh liệt, làm sao mà nói nhà ngươi không có lòng giết người? Tôi có lòng giết người, tôi có lòng giết người. Biết rồi, rồi ta đã nhận ra ngươi rồi. Ngươi là bạch trưởng lão của cái bang. Ta biết mà, ngươi không phải là cầu ban chủ thiết trưởng bang hay sao? Thế nào, bây giờ là hòa thượng rồi à? Ta một lòng hướng Phật, cố gắng tu hành. Hôm nay bị nhà ngươi quyến rũ, cho nên mười mấy năm tu hành của ta kể như là bỏ hết. Ta có lòng hướng thiện, nhà ngươi lại đưa ta vào cái chỗ nạn kiếp. Ngươi đã làm như vậy, ta sẽ không tha cho ngươi đâu, ta giết ngươi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sư phụ à, đừng có hoài công vô ích. Trời sanh đệ tử ra là người xấu, đệ tử đã một lòng hướng thiện, nhưng mà trời không cho làm như vậy. Hôm nay ta vô tình giết người, nhưng mà cuối cùng cũng đã giết rồi. Ta không làm hòa thượng nữa đâu. Ta giết ngươi, ta giết ngươi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Từ ân không lẽ ngươi lại muốn rơi vào cảnh dạng kiếp bất phục hay sao chứ? Lão hòa thượng, đừng có nói nữa. Ta tình người mười mấy năm tục chưa có đủ hay sao? Ta không tin người đâu, ta không có kiềm chế nữa. Đại khai sát giới. Tại sao lại không đánh trả? Tại sao không đánh trả hả? Tại sao lại tại đánh trả? Ta đánh thắng người ăn thua cái gì? Người đánh thắng ta lại ăn thua gì? Làm người nhất định phải tự thắng mình, khắc chế chính bản thân mình mới được. Phải tự thắng mình, phải tự khắc chế mình, phải tự khắc chế mình, phải tự khắc chế mình. Phải thắng bản thân của mình, phải khắc chế bản thân. Thật sự rất là khó khăn hơn là thắng cuộc chiến. Tại sao ta phải khắc chế mình? Cái tên hòa thượng kia nhất định giết chết người luôn. Ta không tin thiết dưỡng của ta không thể thắng Nhất Dương Chỉ của người. Nhất Dương Chỉ? Tội lỗi, tội lỗi. Thôi hãy nghe sư phụ giảng kinh thuyết pháp đi. Đừng có nói nữa, đừng có nói nữa, đừng có nói nữa. Ta đã bị ngươi gạt mười mấy năm chưa đủ hay sao? Ta không có làm hòa thượng nữa, ta đại khai sát giới. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Cậu sư hết lòng khuyên can. Đại sư, tại sao lại cố chấp không giác ngộ vậy? Ngươi nói bậy cái gì đây? Ngươi chắc là đồng bọn của hai kẻ kia chứ gì? Hả? Hai người đó chính là phản đồ của cái bang. Đại sư, cho dù có giết họ, đó là trừ ác. Trừ ác tức là hành thiện. Nhưng mà tại sao lại tự trách vậy hả? Trừ ác tức là hành thiện. Trừ ác tức là hành thiện. Ta hành thiện. Ta hành thiện. Ta hành thiện. Ai cần một đồ kể đây? Ta hành thiện. Gian sức đại đó. Đại sư, ông dưới chất hai người này là một công lao rất to lớn. Công lao hả? Lã Phật tuy từ bi trong lòng, nhưng mà khi gặp phải những tên tà ma hết nữa, không phải vẫn phải đại triển thần thông, quỷ diệt hồn phách, tiểu súc sinh, người nói mày cái gì đây? Người dám dạy đời ta hả? Cứ đợi thôi. Ta sẽ đòi sư phụ, hồi nãy đệ tử bất trí làm hại tới sư phụ,
Sư phụ à, vết thương của sư phụ có sao hay là không? Sư phụ không có gì, ngươi khỏi cần lo. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không ngờ Dương thí chủ lại bị chất độc qua trình. Thầy trò chúng tôi chuyến này đây là muốn tới tuyệt trình cốc. Đệ tử gia đình sư đệ Thiên Trúc Thằng Tăng đã có gặp mặt với nhau. Ông ta đã xả thân tới tuyệt trình cốc là vì muốn tìm thuốc giải cho tôi, nhưng mà không ngờ đã bị cốc chủ tuyệt trình cốc bắt lại ở đó. Ngươi có biết Từ Ân hòa thượng này và nữ cốc chủ ở tuyệt trình cốc có liên quan gì không? Từ Ân đại sư là ban chủ thiết chuyển bàn, vậy là nữ cốc chủ tuyệt trình cốc là em gái của ông ta. Đã gặp em bé của ta, không biết gần đây cô ta như thế nào. Bà ta tay chân bại liệt, nhưng mà sức khỏe vẫn còn dồi dào. A Di Đà Phật, em gái của tôi từ nhỏ tánh tình tiên lương, bây giờ lại bị trời trả quán, đó là cái chuyện đã biết trước. Chúng tôi lâu năm không gặp, không tin không thức. Bây giờ mọi người đã già hết rồi, có gặp được hay không, cái đó là tùy vào pháp duyên. Giúp đơn đại sư, đệ tử có chuyện này không hiểu. Võ công của đại sư không thua gì lệnh đồ, nhưng mà đại sư vẫn không chịu đánh trả. Vậy đại sư chắc là có ý định gì, mong rằng đại sư chỉ điểm. Từ Ân cho dù có đến chết ta đi nữa, ta cũng không thể đại xá đại ngộ, có lẽ sẽ lâm vào tội lỗi nặng nề hơn nữa. Thí chủ đã cứu mạng lão nạp, lão nạp xin cảm ơn nhiều. Lệnh phu nhân, độc tố đã vào trong nội tạng. Sau khi bà ta bị thương, đã thông quan mạch để mà liệu thương, nhưng mà không ngờ cái lúc đó đã trúng ám khí cực độc. Đại sư, có thể nào đại pháp từ bi cứu mạng cô ta? Đại sư, nương tử của tôi có thể cứu được không? Quá nhiều, sống chết có số, đừng có cưỡng cầu. Nhĩ vậy thí chủ vợ chồng còn trẻ là long phụng ở trên đời này, tu vi bất phàm. Lão nạp xin nói thẳng, cực độc của lệnh phu nhân đã vào trong huyết quản rồi. Nếu như lão nạp còn chưa bị trọng thương, có thể dùng nhất dương trị giúp cho độc tố trong người tạm thời không bộc phát, sau đó tìm được tinh dược để giải độc. Bây giờ đại sư, làm sao? Tình hình bây giờ đành phải uống một viên thuốc đặc biệt của lão nạp, có thể giữ được 7 ngày bình yên, lập tức tới tuyệt tình cốc tìm sư đệ ta. Bây giờ chỉ có ổng mới cứu được. Đúng vậy, Thiên Trúc Thần Tăng lại trị chân độc xuất thần nhập quá, nhất định có cách trị độc cho chúng ta mà. Nếu như ngay cả sư đệ ta cũng không thể cứu nổi thì kể như con người đã tới số rồi. Đại sư nói rất đúng, cũng giống như tuyết phủ đầy trời, vừa đẹp vừa trắng, nhưng chỉ cần mặt trời mọc lên tuyết sẽ tan biến không còn dấu vết, phải đợi tới mùa đông sang năm thì mới có thể nhìn thấy tuyết rơi nữa. Nhưng mà lại không phải là tuyết của năm nay nữa. Từ Ân, ngươi có biết không? A Di Đà Phật. Phu nhân, vậy phu nhân cho biết có trứng trước hay là có gà trước đây? Trứng để sinh gà, gà lớn sinh trứng. Nếu như có sinh, chắc chắn có tử. Phu nhân uống thuộc mạng đơn của lão nạp, nội thương bình quản, tinh thần sảng khoái, trong vòng 7 ngày sẽ được bình yên. Nhưng từ đây tới tuyệt trình cốc đường xa dời dợi, hy vọng đừng có chậm trễ mới được đó. Đại sư, vết thương của đại sư không có sao. Hít.
chủ thâm hậu như vậy, không biết sư phụ là ai có thể cho biết hay không? Đệ tử giang bối là do thế tử đã dạy. Nhưng võ công của tôn phu nhân không có hơn thí chủ đâu. Thời gian qua, giang bối không biết tại làm sao, bỗng dưng nội lực tăng thêm. Ngay cả bản thân không biết tại làm sao nữa. Nhất định sẽ có nguyên do. Có phải gần đây uống loại thuốc gì tăng cường thể lực hay không? Giang bối đang mấy chục cái mật sẵn, không biết là có liên quan tới chuyện này hay không. Mật rắn? Mật rắn chỉ có thể hư phong trừ hàn, không có cái hiệu lực gì có thể tăng cường thể lực cả. Nhưng mà con rắn đó hình dạng rất là kỳ cục, trên mình ánh sáng lấp lánh, hơn nữa trên đầu còn có cái mỏng nữa. Hả? Đó là loại rắn phổ thế kỳ xã, ở trong kinh Phật có ghi chép, không ngờ ở Trung Nguyên cũng có nữa. Nghe nói cái loại rắn đó bò như bay, rất là khó bắt. Đại sư, một con đại dừa hầu nó bắt cái đệ tử ăn. Không ngờ thí chủ tuổi còn trẻ lại có cái kỳ duyên khoáng thế nan phùng đó.